Hey yo, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện thoại Vui TV. Hôm nay thì cùng mình đến với Apple News số 289 để xem chiếc tai nghe AirPods giá rẻ sắp tới của Apple sẽ có gì nhé. Ok, let's go. Công suất tại nhà máy lắp ráp iPhone tại Trịnh Châu, Trung Quốc đã quay trở lại mức 90% so với dự định. Đây là một tín hiệu lạc quan cho những người dùng đã đặt cọc iPhone 14 series. Chang Heno Daily dẫn lời của CEO Foxconn Vic Wang cho biết, nhà máy của tập đoàn tại Trịnh Châu, Trung Quốc đã hoạt động với khoảng 200.000 nhân viên, tương đương với mức vận hành bình thường. Tính đến ngày 30 tháng 12 năm 2022, công suất của nhà máy đạt 90% so với ước tính đưa ra vào đầu năm. Theo Bloomberg, đây là tín hiệu lạc quan cho Apple trước nhu cầu mua sắm được dự báo tăng cao dịp Tết Nguyên Đán. Tuy nhiên, thách thức của Foxconn chưa dừng lại khi số ca nhiễm tại Trung Quốc bùng phát do nước này nới lỏng chính sách Zero Covid. Điều đó khiến cho công ty Đài Loan đối mặt với tình trạng thiếu nhân công nếu dịch bệnh lây lan. Trước đó, nhà máy Foxconn ở Trịnh Châu, còn gọi là thành phố iPhone, đã trải qua nhiều tuần hỗn loạn. Tháng 10 năm 2022, nhà máy bước vào giai đoạn sản xuất khép kín, công nhân chỉ được phép di chuyển từ nơi làm việc đến ký túc xá, tuân thủ theo các biện pháp phòng chống dịch của Trung Quốc. Điều đó khiến cho nhiều nhân viên phẫn nộ và dẫn đến việc xô xát, bạo động tại nhà máy. Hàng nghìn công nhân viên biểu tình, thậm chí là đòi nghỉ việc để phản đối các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt. Sự cố gián đoạn tại nhà máy Foxconn cuối năm 2022 khiến giới phân tích lo ngại về tình hình sản xuất iPhone, đặc biệt là iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Từng có thời điểm Apple phải thông báo hoãn ngày giao bộ đôi iPhone 14 Pro do gián đoạn hoạt động tại nhà máy. Tháng 11 năm 2022, Bloomberg ước tính sản lượng iPhone của táo khuyết đã giảm gần 6 triệu chiếc. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, Apple sẽ tăng giá thay pin cho hầu hết tất cả thiết bị của mình, bao gồm cả iPhone, iPad và MacBook. Theo thông báo mới nhất trên website của Apple, kể từ ngày 1 tháng 3, hãng sẽ áp dụng mức giá thay pin mới cho hàng loạt sản phẩm như iPhone, iPad và MacBook. Cụ thể, trang web của Apple cho biết, phí thay pin ngoài bảo hành sẽ tăng thêm $20 cho tất cả các mẫu iPhone trước thế hệ iPhone 14. Do đó, giá thay pin của các thế hệ iPhone có nút Home sẽ là rơi vào khoảng $69, tăng 20% so với mức giá $49 từ trước. Những chiếc iPhone sử dụng Face ID cũng có mức tăng tương tự với $89 và giá gốc là $69. Toàn bộ dòng sản phẩm iPad cũng được áp dụng mức giá thay pin tăng $20 giống như iPhone. Trong khi đó, đối với tất cả các mẫu MacBook Air, mức giá sẽ tăng là $30, từ $129 lên $159. Ngoài ra, đối với những chiếc MacBook màn hình 12 inch và MacBook Pro, giá thay pin sẽ tăng thêm $50, từ $199 lên $249. Theo The Verge nhận định, việc táo khuyết tăng giá thay pin không gây ngạc nhiên bởi những chiếc iPhone mới nhất của hãng có phụ kiện thay thế đắt tiền hơn so với thế hệ tiền nhiệm, tương tự như dòng sản phẩm iPad Pro. Bên cạnh đó, Apple lại không tăng giá bán của dòng iPhone 14 khi so với iPhone 13, nhưng chi phí thay pin lại tốn kém hơn. Apple cho biết, người dùng sẽ mất $99 để thay pin cho iPhone 14 series. Con số này tăng khoảng 43% so với mức giá $69 trên iPhone 13 series. Việc tăng giá sẽ chỉ ảnh hưởng đến những khách hàng không dùng Apple Care hoặc Apple Care Plus cho thiết bị của mình. AirPods luôn là một sản phẩm được ưa chuộng của Apple, tuy nhiên mức giá của nó lại không dễ tiếp cận với người dùng. Cho nên vì vậy, Apple đã tự mình thiết kế ra một chiếc AirPods với mức giá rẻ hơn, được gọi là AirPods Lite. Mặc dù AirPods là một trong những mẫu tai nghe true wireless chất lượng và phổ biến nhất trên thị trường, nhưng chúng không thực sự rẻ. Tuy nhiên, điều đó có thể thay đổi trong thời gian tới khi nhà phân tích Chipu của Haitong Intel Tech Research cho biết Apple sẽ phát triển AirPods Lite để cạnh tranh với những chiếc tai nghe không dây giá rẻ. Mặc dù AirPods là một phụ kiện khá thành công, nhưng Chipu cho rằng nhu cầu AirPods dự kiến sẽ giảm vào năm 2023. Cụ thể hơn, sản lượng AirPods xuất xưởng dự kiến sẽ giảm từ 73 triệu chiếc xuống còn 63 triệu chiếc vào năm 2023. Một phần nguyên nhân là do nhu cầu của AirPods 3 không cao, kết hợp với việc Apple có thể không phát hành AirPods mới trong năm nay. Nhà phân tích từng tuyên bố cho một ghi chú của mình rằng Apple đang làm việc trên một chiếc AirPods Lite. Đáng tiếc là vẫn chưa biết tai nghe này sẽ có thiết kế như thế nào, cũng như sẽ bị loại bỏ những tính năng gì để có mức giá rẻ hơn. Chipu chỉ mô tả đây là một sản phẩm có mức giá rẻ hơn để cạnh tranh với những chiếc tai nghe nhét tai không phải của Apple ngoài thị trường. Khi ra mắt AirPods 3 vào năm 2021, Apple tiếp tục bán AirPods 2 với mức giá là $129, trong khi đó model mới lên kệ với mức giá $169. Nếu công ty thực sự đang phát triển AirPods Lite thì không ngoại trừ khả năng nó sẽ xuất hiện với mức giá $99, khoảng 2,3 triệu đồng. Sau khi Apple đạt mức vốn hóa $3,000 tỷ vào năm ngoái, thì vào phiên giao dịch đầu năm nay, ngày 3 tháng 1 vừa qua, vốn hóa của Apple đã giảm hơn $1,000 tỷ, chỉ còn vào khoảng $2,000 tỷ trên thị trường.
Chốt phiên ngày 3 tháng 1, cổ phiếu của Apple đã giảm gần 4% do nhà đầu tư lo ngại về nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm của hãng. Việc này khiến cho giá trị của tài khoản lần đầu tiên rơi xuống dưới 2.000 tỷ đô kể từ đầu năm 2021. Apple cũng là công ty thứ hai sau Amazon ghi nhận mức giảm vốn hóa gần 1.000 tỷ USD trong lịch sử chứng khoán Mỹ. Tính riêng năm 2022, Apple và Amazon đã mất lần lượt 846,34 tỷ đô và 834,6 tỷ đô trên thị trường. Theo Nikkei, Apple gần đây đã thông báo cho một số nhà cung cấp về việc giảm đặt mua linh kiện cho AirPods, Apple Watch và MacBook. Việc này làm dấy lên lo ngại về nhu cầu sản phẩm của Apple. Công ty hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về thông tin này. Giống như các công ty công nghệ khác, Apple đã phải vật lộn với những trục trặc trong chuỗi cung ứng. Lo ngại suy thoái kinh tế cũng có thể ảnh hưởng đến chi tiêu của nhà quảng cáo và người tiêu dùng, trong đó có sức mua iPhone. Dù vậy, mức giảm vốn hóa từ 3.000 tỷ xuống còn 2.000 tỷ đô, tương đương với 31%, vẫn ít hơn một số đại gia công nghệ Mỹ khác. Ví dụ, cổ phiếu của Amazon và Meta đã giảm lần lượt là 50% và 63% chỉ trong năm qua. Và đó là những thông tin rất hot của Apple trong thời gian qua. Các bạn đã đặt hàng iPhone 14 series thì sắp tới sắp được nhận hàng rồi. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên like, share và subscribe cho Điện Thoại Vui TV để ủng hộ cho bọn mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.